Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với trận cầu của trường Học Phun và trường Đại Học, hai đối thủ cân tài tương xứng. Và ngày hôm nay đội nào sẽ mang về vinh quang, đội nào sẽ phải chúc mừng rồi bạn. Thay đổi đội hình. Huấn luyện viên trưởng của trường Học Phun đang có những trao đổi về chiến thuật. Và liệu đây có phải là một trong những bài đánh có thể mang về vinh quang? Tất cả nhớ cho tôi, tấn công cho tôi. Ai mà phòng thủ tôi đuổi hết. Động tay, cho thi đấu đi. Chúng ta chuẩn bị đến với trận cầu. Và những bài chiến thuật đã bắt đầu rồi. Đội thủ đi bóng vào. Máy bay vừa rồi thì chúng ta có thấy được là huấn luyện viên trưởng của trường Phun tỏ ra có vui vẻ. Đứng phòng thủ. Lại một pha đi bóng nữa của cao thủ trường Đại. Đứng phòng thủ. Đứng phòng thủ. Đứng phòng thủ. Đi. Vào. Hai cầu rồi. Đứng phòng thủ gì lên đi. Là mình thua mà ông huấn luyện viên vui vậy ta. Ai biết đâu, chắc hôm nay nhà ông có đám cưới cho nên ông vui vậy đó. Đứng phòng thủ. Lại xuống bóng nữa rồi. Xuống vào. Tự nhiên là không cho phòng thủ thì lấy gì mà bảo vệ được khung thành? Đội mình đang bị ép mà. Không biết là chiến thuật huấn luyện viên có thay đổi như thế nào đây. Coi vào. Ôi, cua rồi. Thầy tại sao vậy? Cái gì kỳ vậy? 4-0. Ôi mẹ ơi, sao đá banh không cho tranh chấp là sao vậy mẹ? Chắc là ông sợ cầu thủ của ông đau đó. Lên, nhanh lên. Tuyệt vời quá, đi sĩ đơ. Nếu như không có ông, quả thật là không xong rồi. Ủa thầy, thầy sao vậy thầy? Ủa gì, mũi cắn thôi, qua chỗ chấp chớp đi. Ta thương ông quá. Cậu Lâm, sao vậy? Biết là vui lắm, biết là mừng lắm. Nhưng hãy kiềm chế cảm xúc của bản thân. Người ông sắt thép không, đau hóa. Vậy hả? Vậy thì ta xin lỗi. Hết giờ rồi, hiệp 1 của trận đấu giữa trường Cun và trường Real cũng đã tạm thời khép lại với tỷ số đang tạm thời là 5-0. Tại sao thầy lại không cho bạn Xuân Lì ra sân vậy thầy? Đúng rồi thầy, tại sao không cho Siêu Lì ra? Tại sao lại bắt tụi em tấn công mà không cho tụi em phòng ngự vậy thầy? Tại sao đá mà lại không cho tranh chấp banh? Siêu Lì, các em cứ bình tĩnh. Hãy làm những gì tôi chỉ bảo, tôi chắc chắn sẽ thắng. Mình thấy sau cổ của huấn luyện viên có cái gì á, cái kim. Ủa? Đó là tụi cái gì? Nên nhớ. Không có. Phải làm theo lệnh của nhớ tôi. Nhớ ra rồi. Đó là kim hương miên do hết nhân làm. Không. Bởi vì hồi xưa mình đã từng bị. Cũng không được phòng vậy thủ. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Ai làm trái lệnh mình có cách. Đuổi. Giải tán. Thầy thầy thầy, lúc nãy ngoài kia có người đòi kiếm thầy á. Ai? Đang thi đấu. Phân tâm. Không, nhưng mà người đó nói là thầy không ra là người đó xông vô á. Dẫn tôi đi. Dạ. Ai? Ai kiếm tôi đâu? Dạ, ở trong này là thầy. Ai kiếm tôi? Ai? Ai kiếm tôi? À! Thả tôi ra! Tôi thủ lăng ngoài chỉ đạo trận đấu nữa. Thả tôi ra đi. Xong rồi. Xong rồi hả? Nhưng mà bây giờ có một việc quan trọng. Không có ai làm huấn luyện viên cho đội của mình hết. Có vẻ như lại cần anh phải không? Anh Lỗ Kim Hùng. Sao anh biết tụi em cần anh? Vì có một người bạn lo lắng cho em nên đã liên hệ với anh á. À, thì ra do các lần trước cũng nhờ chớp chớp đúng không? Bạn ấy rất lo lắng cho em đó. Và thật ra thì không thể nhận được những ngày qua em đã vô cùng nỗ lực và chăm chỉ. Rất là giỏi và xứng đáng đó. Các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại nhà thi đấu để theo dõi diễn biến hiệp đấu thứ hai, trận đấu giữa trường Học Cun và trường Real. Như vậy là ở trên băng ghế huấn luyện của trường Cun có vẻ như đã có những sự thay đổi về huấn luyện viên trưởng. Chị nhớ ứng xử Cun như để bảo dưỡng thể lực. Chúc chị là hay nha. Để thay thế băng ghế chỉ đạo cho hiệp đấu thứ hai này. Yêu chị Lam á. Và liệu chiến thuật của Đỗ Kim Phúc có những thay đổi như thế nào, chúng ta hãy cùng chờ xem. Và như vậy có vẻ như là cầu thủ mà áo số 10 Siêu Lì sẽ là sự lựa chọn tiếp theo cho huấn luyện viên trưởng Đỗ Kim Phúc, người tạm quyền sự thay đổi người ở hiệp đấu thứ hai.
Các cổ động viên ở trên khán đài đang cố gắng cổ vũ và kỳ vọng đây sẽ là một trong những chiến quá hiệp hai bắt đầu trở lại rất nhiều lắm. Bàn thắng rất nhanh, mới vào trong rồi, Julie đã có bàn thắng để rút ngắn khoảng cách dành cho các thủ trưởng côn. Tỷ số được rút ngắn còn 1-5, lại là Julie vào. Tỷ số 2-5 rồi, 2-5 cho các thủ trưởng côn. Tại sao vậy? Tay huấn luyện viên đâu? Thôi tôi hỏi ai? Tôi đang điều khiển đây nè. Trời ơi! Ai biết đâu? Bụi! Hả? Đi kiếm tay huấn luyện viên nhanh! Ừ, đi đi! Cái gì khó khăn là kêu ta đi tiên phong? Cái gì khó khăn là kêu ta đi tiên phong? À! Thái độ! Julie, Julie đâu? Hoan lên cho Julie và các đồng đội! Ngoài, ngoài đó không? Ủa sao giống tiếng huấn luyện viên vậy? Thôi! Mở cửa giùm tôi với! Huấn luyện viên đúng không? Đúng rồi, mở cửa giùm tôi với! Ông ở trong đó hả? Dạ đúng rồi! Xin chào! Sao mày ở đây vậy huấn luyện viên đâu? Vô đây vui lắm! Lão Bụi, alo, Lão Bụi, có nghe ta nói không? Lão Bụi! Tiến sĩ Đơn, có khi nào Lão Bụi bị gia đình nông dân siêu phàm tóm cổ được không? Cũng có thể là vậy lắm á. Vậy bây giờ phải làm sao? Còn làm sao nữa, Cô Lơn, tiến hành kế hoạch B. Ừ. Nhanh lên, Sưu Ly, qua đi, qua đi. Sống đang diễn ra rất kịch tính vào lúc trường, hàng cổ vũ ở phía ngoài, cơ hội đi bóng của Sưu Ly. Ai nói rồi? Rõ ràng là của trường Real chỉ có thể phạm lỗi đối với sự xuất sắc của Siêu Đi ở trận đấu ngày hôm nay. Đi vô nước, nhanh lên, nhanh lên. Mày đâu, mày đâu? Nè mấy chị, mấy chị, mấy chị sao? Dặn lên, một bàn nữa thôi. Mấy bạn. Chị thấy gì cố gắng nha. Cố lên chị. Mấy chị cố gắng nha. Nè nó, một bàn nữa thôi. Dặn lên. Mình tin bạn. Mấy chị cố gắng nha. Trước mắt chúng ta sẽ là một tình huống đá phạt cực kỳ quan trọng dành cho các thủ trưởng côn. Họ đã từng bị dẫn trước tỷ số là 0-5 ở hiệp 1 và hiệp đấu thứ hai. Họ đã lần lượt ghi bàn và cân bằng tỷ số. Giờ sẽ là đối mặt của Siêu Lì, thế trận dường như đang thay đổi. Thời gian của trận đấu không còn nhiều, chỉ còn 2 phút 22 giây đếm ngược nữa mà thôi. Cháu gái của ta, ta thách cháu suốt vô được đó. Để coi cháu giỏi cỡ nào, cháu nhanh nhẹn cỡ nào, có nhanh hơn ta được không hả? Sút, sút, không vào, không vào. Đó liên tiếp là những cú sút điểm của Suli. Tại sao thủ môn trường Win tin hay vậy? Vô lý quá. Chắc là do họ nhân lại bày trò. Mà vẫn chưa có thêm bàn thắng dành cho các thủ trưởng côn. Không lẽ có nào? Có phạm lỗi rồi. Julie là người anh bị phạm lỗi. Cảm ơn anh Hùng, anh đã bàn cho các thủ trưởng côn. Như vậy là chỉ còn 15 giây đếm ngược nữa thôi. Thế bây giờ rồi, cùng cùng em ơi, cố lên em. Ngược dành cho Julie cùng với các đồng đội hay không? Julie, chỉ còn bạn năm ta. Cố lên mày là thành công. Đây là một tình huống đá phạt có hàng rào và ngôi sao số 10 Julie đang đứng trước tình huống này, tình huống quyết định. Nếu như ghi bàn thì các thủ trưởng côn sẽ lật ngược thế cờ và họ sẽ giành chiến thắng ngược trong trận đấu này. Còn 5 giây nữa. Và những bước đà của Siêu Lì. 2 giây nữa thôi. Dứt điểm. Ủa sao không thấy gì hết vậy? Quang Hải tại Thượng Châu năm nào. Xuất sắc.
6 năm dành cho trường học. Tỷ số như thế nào rồi? Hả? Các bạn, tỷ số như thế nào rồi? Việc này cũng không xong, việc kia cũng không xong. Chúng ta là hội ác nhân mà, tại sao không làm được điều ác? Đâu phải lỗi hơn mình ta. Còn lão Bụi đâu? Tại sao giờ này chưa mò về? Tôi nè. Bụi, tại sao lại xin lỗi, tại sao ra nông nỗi này? Tôi thiệt chứ, người ta thua 1-2 tập thôi là đã quá nhục. Tập nào tụi mình cũng thua, thua toàn tạc. Siêu Ly, trời ơi, ghét ta, không ai tự giác đến sân tập luôn. Trời, chứ làm sao? À mà bên biết gì không? Tôi vừa phát hiện ra nha, tất cả các môn thể dục nào cũng vậy trơn á, không phải còn có kỹ năng là đủ, mà còn phải có sức lực nữa, thể lực nha. Vậy bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ rèn luyện thể lực. Được, để tôi coi thể lực bạn đến đâu. Chạy đua không? Chơi luôn. Nhớ nha, đừng có trách tại sao Siêu Lì trụy chạy nhanh hơn nha. Ừ, vô, chuẩn bị 2, 3. Ủa, thôi, chấp nhận sự thật đi Siêu Lì ơi. Biết, chị chậm. Đợi mình với. Wow, tôi thấy chớp chớp là có nhiều thành tích tuyệt vời nhất ở trong đây luôn á. À, tại vì năm nào ba con tôi cũng nhìn được nhất hết luôn á. Thì rõ ràng rồi, đâu có ai á là đối thủ của gia đình chớp chớp đâu. Để rồi xem, đến ngày của ba năm nay trường tổ chức hội thi, nhà tôi sẽ giành lại nhất cho coi. Ờ ha, nhắc mới nhớ, năm ngoái nhà tôi Vi á, ba sắp nút nhà tôi luôn á. Đúng rồi, năm nay nhà bạn coi chừng đi, nhà tôi sẽ giành lại với nhất. Để coi xem sao cái đã. Siêu Lì. Mình bị sao vậy? Mình cũng biết mình bị sao sao nữa. Tự nhiên cái mình nhìn thấy mấy bạn có ba trong lòng mình nó cứ làm sao á. Sao là sao? Thì mỗi lần thấy mấy bạn có ba nè, được nói chuyện với ba, chơi cùng với ba nữa, đặc biệt là bạn với ba bự á. Còn mình không có ba, mẹ mình cũng đâu quan tâm mình đâu. Thôi mà đừng có buồn nữa, rồi bạn sẽ tìm được ba mà. Ừ, thì nghĩ với bạn cũng tốt. À mà, cái lúc mà được đứng trên bục vinh quang với ba có vui không? Ừ, thì cũng vui. À, mình có cách này nè. Cách gì? Thì mình sẽ cho bạn một ngày có ba. Một ngày có ba? Là sao mình không hiểu? Thì đến bữa thi đó, bạn sẽ thi cùng ba. Nhưng mà mình đâu có ba đâu. Thì ba bự sẽ làm ba của bạn. Ủa, nếu mà ba bự làm ba của mình thì bạn thi với ai? Mình không cần thi cũng được. Chứ mỗi lần thi mà biết chắc mình giành giải nhất á, nó cũng ngán rồi. Thôi mình không đồng ý đâu. Ấy, nhưng mà tại sao? Mình nói không là không. Siêu Lì, con đừng có buồn. Ba con mình sẽ cùng nhau dự thi, chúng ta sẽ chiến thắng. Ủa, ba? Phải mơ nữa rồi. Ủa ba? Là cậu đây, không phải là mơ đâu, là cậu đây. Cậu đến đây làm gì vậy cậu? Ủa,
Sao con hỏi kỳ vậy? Thì lâu ngày cậu cháu không gặp nhau, cậu qua đây cậu thăm cháu gái của cậu, con có ổn không, mập ốm như thế nào? Con ổn, nhất là khi có người lừa gạt con và làm hại bạn con nữa. Chuyện cũ thì mình nên bỏ qua cháu gái à. À, thật sự còn nhỏ mình đừng nên để bụng, để dành sức cho mau lớn nữa hả? À, với lại con chưa giận con thì thôi đó, con giận cậu. Mình là người thân mà con phản bội cậu. Mục đích của cậu tới đây làm gì? Cậu nói luôn đi, đừng có đi vòng vòng nữa. Con nít thẳng thắn như vậy là tốt. Thôi được, cậu sẽ vô thẳng vấn đề. Cậu muốn uống một ly nước ép. Cậu nhớ hoài, mỗi lần con cho cậu uống nước ép, con đều nói nó tốt cho sức khỏe, nhiều vitamin. Hôm nay không uống nữa hả? Không có cái loại nước ép nào có thể tẩy được cái lòng dạ xấu xa như cậu, với lại cái hỏi ác nhân nữa. Cứ đóng cửa lên đi, cậu đi chỉ có một mình thôi. Đóng cửa đi, khuya rồi con. Đóng lại. Bây giờ cậu muốn cái gì? Được, cậu sẽ nói thẳng vấn đề. Cậu muốn con và cậu chúng ta cùng nhau đăng ký cuộc thi ngày của ba. Cậu tính bày trò gì nữa? Cậu tính làm hại ai nữa? Lần này con không có giúp cậu nữa đâu, con không có làm cho cậu nữa đâu. Với lại cậu cũng biết mà, con đâu có ba đâu. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không mạnh dạn gọi cậu một tiếng ba? Gọi đi, rồi chúng ta cùng nhau dắt díu đi thi. Cậu nghĩ người ta tin cậu là ba con à? Tại sao lại không tin? Chúng ta là họ hàng mà, con hãy nhìn đi. Chúng ta giống nhau từ mái tóc, ánh mắt, cho tới nụ cười. Cậu đừng có giỡn với con nữa. Con nói là con không có muốn tham gia. Với lại con không có giỏi mấy cái môn vận động đó. Con không cần có năng khiếu, chỉ cần cậu có thủ đoạn là được. Mục đích của cậu muốn con thi làm cái gì? Vẫn là cái mục đích cao cả đó. Muốn đánh bại gia đình nông dân siêu phàm ha. Lại nữa. Thôi cậu đi về đi. Con tuyệt tình với cậu như vậy à? Thôi được, con tuyệt tình, nhưng cậu không tuyệt nghĩa. Cậu mới gặp ba mày. Thái độ này là sao? Là tin hay là không tin? Cậu lừa con biết bao nhiêu lần rồi, giờ con không tin cậu nữa. Con ơi, con là cháu gái ruột của cậu. Cậu lừa con hoài, cậu cũng mệt chứ. Hãy tin cậu một lần, lần này cậu nói thiệt. Không tin đúng không? Cậu có đem theo cái này. Con coi có phải hình ba con không? Cái ảnh ghép này, cậu ghép để lừa con đúng không? Cháu gái của cậu cứng đầu thật. Nếu con không tin thì ngay bây giờ con có thể đi cùng với cậu về xào huyệt của cậu để tận mắt chứng kiến ba của con đang ngồi uống sữa. Ba, ba ơi, ba, ba con đâu? Ba con đâu? Cậu lại lừa gạt con nữa đúng không? Tại sao lúc nào con cũng nghĩ là cậu gạt con? Hơn lúc nào hết, hơn ngay hết, cậu muốn là con gặp ba con. Nhưng hiện giờ con không thể nào gặp trực tiếp ba con được. Tại sao? Ba con đã nhiễm phóng xạ rồi. Nhiễm phóng xạ? Đúng vậy. Nên con không thể nào gặp được ba của con đâu. Hãy để tụi cậu điều trị cho ba con xong, tụi cậu sẽ cho con gặp được chưa? Con không tin đúng không? Xem đây, con coi người này có phải là ba con không?